Cả nhà ơi, ăn bún bò Huế với chị các bạn ơi. Bún bò Huế nè các bạn ơi, cả nhà, xin chào cả nhà và các bạn. Hôm nay mình ở nhà nhà của người cô á, nấu bún bò Huế, mình phụ mình nấu chung với người cô, con của bác xui. Rồi cái phụ nấu xong cái mình múc về một tô mình ăn nè, cả nhà xem cho nó vui. Ngon Mời quá cả mình đi nhà ơi, đây nha. nè, thơm á. Một mình chị ăn hết tô đó không? Cái này chắc lớn dữ à. Cũng như trên nhà của bác xui đó, cái nấu cái mình lên mình phụ tiếp xong cái bắt đầu mình múc về một tô đây mình ăn, chứ nếu mình ăn tại chỗ không, ăn nhiều quá mắc cỡ. Mình thử cái coi ăn như vậy nè, Một tô đó chứ hai ba người ăn đó các bạn, một tô tô bự đó lắm. chứ mấy người ăn lắm. Con bún bò Huế này đúng là nó to như vậy nè cả nhà nè, quá trời ngon. Nó dai hả chị? Chị cái cọng bún giống như cọng gì bánh bánh tằm Bún á tằm chị á, ha. Nó dai dai vậy đó. này mình mua đồ mình làm nước cốt mình thắng mình ăn giống y gan. Mình xắt bắp chuối nè cả nhà, bắp chuối này là mình mua bắp về mình xắt ra muống về mình bào. Chị với cô Yến làm hả? Chứ bà nội hả? Làm cái này làm thì chịu qua chắc gần tối xong cái bắt đầu sáng cũng như xương đồ mình làm sẵn vậy đó. Khói lên ngun ngút luôn các bạn ơi. Cả nhà xem nhìn nè, mình có để chả vô nữa, Chị lấy tô nhỏ chị ăn đi, chị chia mình sớt cho chị chả ăn đi. Ngon quá ha. Chị ăn miếng chả cho các bạn theo xem đi. bò Trời ơi, nó thơm quá ý nè. dừa heo. Ngon quá cả nhà ơi. Nè các bạn, thấy hấp dẫn quá ha. Nè, để mình quay gần cho các bạn xem nha. À, có chả nè. Rồi có trứng giò heo ha. Có hành nữa ha. Cái này là gì chị? Cái gì vậy, xương xương vậy? Cái đó là trứng Cái gì? bò. Ừ. Cái này cô Ngọc mình nấu hay chú Huệ? Hôm qua cô Ngọc đồ làm Ừ. với mình phụ. Ừ. Cái này là bò, cái đuôi con bò. Ừ. Chả. Này cái phần giò heo. Thơm quá hả à. Ha, nó bay mùi lên thơm. Rồi giờ chị để vô chị ăn ít ít đi. Mình rau mình để vô. Nhiều quá Chuộng như ăn vậy ăn hết. sống cho nó ngon. Này ăn có lá tía tô. Rồi có bún không? Để bún vô luôn hả? Có chứ. Để bát vô. Tại chị mình á các bạn ăn ít lắm, không có ăn nhiều. Đây là mèo ăn. Mẹo ăn. Thôi mình muốn ăn rau nó hơi sống sống ngon. Rồi chị ngồi đó chị ăn luôn đi. Chưa là chọn rau lại cho nó héo héo. Cho chút xíu nước nó đi, ít nước quá nó cũng không ngon. Xin mời cả nhà và các bạn ăn với mình nha. Ăn giống mèo ăn đó các bạn ơi. Vẫy cái đuôi chào. Cái đuôi vẫy chào. Mình húp miếng nước thử trước ra đi, thử nó ra thế nào. Tại vì giáp tối mình để vô mình hầm giáp to giáp tối rồi sáng mình hầm lại cho nó xương nó ra ngọt đậm đà tha thiết. Thấm cộng cộng bún không chị, với rau ha.
Người quay phim đừng nuốt nước miếng nha. Chị ăn trước đi, hỏi em ăn sao. Nuốt nước miếng à. Ở nhà ơi, xem chị ăn thấy ngon nè các bạn. Đó, đang đói bụng. Thiếu gì? Ăn phải lấy giấy chùm miệng. Thiếu đó. Giấy hả? Cũng giống nhà hàng lắm chứ bộ à. Nè các bạn thấy ngon không? Cái đuôi con bò. Đuôi bò ngon. Béo mà nó mềm mềm. Ăn bùi cái gì cái đuôi con bò thì nó bổ cái gì? Bổ cái chân mình hay gì chị? Cái đuôi thì bổ cái đuôi. Mình đâu có đuôi đâu thì bổ cái chân đi, cái chân thay thế đuôi. Mình có cái đuôi. Người thượng có đuôi. Ủa cái này không cần chấm gì hả chị? Không. Này chỉ ăn vậy thôi. Tại nấu vừa ăn mình luôn hả? Chấm gì mình chấm. Tại ngon quá. Ăn đu có găm. Vậy chị có múc cái cây chả chị ăn thử không? Cây chả. Có. Và cặp với đuôi. Ủa chị, chả này cô Ngọc mua ở đâu mà cây nhỏ nhỏ không ngon quá vậy? Mua tại hay lò? Thấy nó nhỏ nhỏ. Mua tại lò luôn. Cái đó chả đòn bự phải không? Rồi cái gì chả nhỏ nhỏ nữa. Giống như đòn bánh tét. Nồi để ăn có khoảng mười mấy người. Mà có 100 mấy hả? Rẻ ha. Chứ ở ngoài tiệm á các bạn, một tô phở gì đâu là 14 đô đó. 15 đô. Gì ha? 15 đô hả chị? Cái giò con heo. Cô Ngọc nấu đủ món hết phải không? Giò heo rồi đuôi heo, que đuôi bò hả? Nó ăn cái đó mới bổ đó. Ăn đuôi bổ đuôi. Ăn giò bổ giò. Bây giờ tới ăn bổ giò. Một tô này chắc ăn cả 3 người. Nhiều. Cái tô đó nó bự quá. Cái đó vừa ăn luôn phải không chị? Không có mềm mà không có cứng không? Ăn nghỉ quên nó chuyện rồi. Ăn bóc luôn.
Cả nhà thấy miệng chị ăn ngon không? Đói bụng đó các bạn, sáng đói bụng rồi đó. Ăn nhà hàng này, nhà hàng đứng ăn chứ không ngồi. Nhà hàng lưu động. Thằng khi bệnh con của Ngọc á, nó thích ăn là nó ăn một ngày là một ăn toàn một là bún tượng, bò quế luôn, ăn đó. Là một tượng bự đó. Rồi thôi mình nấu với cả nhà đi. Trời ơi, gỗ gao ngon cái nè các bạn ơi, cái nè hấp dẫn không? À, có bắp chuối, rồi có rau muống, rồi có giá nữa không chị, có không? À, có luôn. À, có giá luôn các bạn. Ngon ha. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Ăn cả nhà ơi. Món ngon gia đình các bạn ơi. Một tô này á các bạn cỡ 3 người ăn đó các bạn ơi. Ngon. Hôm qua mua xương bò, rồi xương giò heo, rồi bắp giò của con bò. Cái này chả nè. Cái này bắp giò của con bò nè. Đó, miếng thịt nạc không? Giò. Hôm qua cô Ngọc đi mua hay chị với cô Yến? Cô Yến. Ngon quá cả nhà ơi. Rồi cái này bún nè. Các bạn thấy bún ngon nữa ha. Hấp dẫn không? Đó mình xào tép với củ sắn vô làm. Làm cái gì? Làm bánh à. Bánh gì? Bánh mặn. Ờ được đó ha. Thôi mình bye bye, chúc cả nhà vui vẻ. Mình bữa nay mình ăn no bụng rồi, các bạn nhìn thấy mình ăn ngon không? Mà chắc tưởng tượng các bạn nhìn nghĩ mình ăn cũng như là con mèo ăn. Chị ăn ít lắm các bạn ơi, nên chị ốm. Mà nấu rất là ngon đó các bạn, ở nhà nấu. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Gia đình mình có ăn món gì á trong nhà đó, mình quay cho các bạn xem cho vui. Bye bye. Bye cả nhà.